안녕하세요. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 26 trong chương trình dạy tiếng Hàn qua truyền hình. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức thông qua việc thực hành giới thiệu bản thân và sở thích của các bạn học sinh. Đầu tiên, tôi xin mời bạn Hạnh và bạn Huy sẽ giới thiệu về bản thân và sở thích của mình. 안녕하세요. 안녕하세요. 반가워요. 제 이름은 항이에요. 태학생이에요. 이름은 뭐예요? 휘이에요. 저도 태학생이에요. 주말에 뭘 할 거예요? 주말에 친구와 같이 운동할 거예요. 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. 하잉스는요? 저는 배드민턴을 좋아해요. 조리는 좋아해요? 네, 좋아해요. 한국 음식은 조리는 할 수 있어요? 네, 김밥을 만들 수 있어요. 우리 집에서 같이 김밥을 만들래요? 네, 좋아요. Cảm ơn bạn Hạnh và bạn Huy. Hai bạn đã sử dụng rất tốt các mẫu câu giao tiếp cơ bản. Tiếp theo, mời bạn Cẩm Anh và bạn Trang. 안녕하세요. 안녕하세요. 왜 한국어를 공부해요? 저는 한국 영화를 좋아하고 한국 음식을 좋아해요. 그래서 한국어를 공부해요. 네, 한국에 여행했어요? 지난주에 한국에 갔어요. 네, 한국은 어때요? 한국은 아름답고 한국 사람은 진짜예요. 네. 그리고 날씨가 아주 좋아요. 네, 교통은 어때요? 지하철은 편리해서 한국 사람은 많이 사용해요. Cảm ơn hai bạn. Vậy là các bạn đã vận dụng rất tốt các cấu trúc vào đoạn hội thoại. Tiếp theo, để có thể hiểu hơn các cấu trúc chúng ta đã được học trong chương trình, mời các bạn theo dõi clip ngữ cảnh của chúng tôi. 빅씨, 어디에 가요? 편지를 보내러 우체국에 가요. 하시는요? 저는 오토바이가 없어서 버스를 기다려요. 저는 병원에 가고 싶어요. 병원은 시장 옆에 있어요. 그래요? 거기에 어떻게 가요? 버스로 갈 수 있어요. 그리고 세움으로도 갈 수 있어요. 시간이 얼마나 버스로 15분쯤 걸리고 지하철로 10분 걸려요. 네, 고마워요. 화 trong dòng chảy hòa bình, ổn định chung của thế giới. Những mối quan hệ song phương được thiết lập đã mở ra các cơ hội đối với mọi quốc gia. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ hữu nghị từ năm 1992 dưới góc độ tương đồng về lịch sử, văn hóa. Từ cơ sở đó để vun đắp phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng bền chặt. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia đã trở thành nền tảng vững chắc để tỉnh Thái Nguyên mở rộng hợp tác với xứ sở Kim Chi. Quá trình hợp tác kinh tế, những sự liên kết về văn hóa, khoa học, giáo dục, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đưa Thái Nguyên và các địa phương của Hàn Quốc xích lại gần nhau. Trên mảnh đất Thái Nguyên, theo sau những thỏa thuận hợp tác, dự án đầu tư, những dấu ấn Hàn Quốc ngày càng xuất hiện nhiều hơn như trung tâm dạy tiếng Hàn, các công ty Hàn Quốc với tác phong công nghiệp hiện đại, văn hóa ẩm thực và nhiều mặt khác của cuộc sống. Những cuộc giao lưu văn hóa, những người Hàn Quốc trở thành một phần của cuộc sống thành phố Thái Nguyên hiện đại và tiếng Hàn đã trở thành cầu nối giữa mọi người. Các chuyên ngành đào tạo tiếng Hàn, các trung tâm ngoại ngữ và trung tâm Sejong được hình thành ở nhiều quốc gia đã bắc thêm nhịp cầu ngôn ngữ gắn kết con người. Cùng với việc học ngôn ngữ, thông qua đoạn băng ngắn sau đây, quý vị và các bạn sẽ thêm hiểu biết hơn về đất nước, con người, nền kinh tế Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Trong clip các bạn vừa theo dõi là hình ảnh trang phục truyền thống hanbok của người Hàn Quốc. Như các bạn quan sát, đây là bộ hanbok. Hanbok là trang phục truyền thống của người Hàn Quốc, được mặc vào trong những dịp lễ hội quan trọng như ngày cưới, dịp lễ Tết. Hanbok thì có cả trang phục của nam và của nữ. Hanbok cho phụ nữ thì gồm có một váy quấn dài, một váy ngắn và một áo khoác bên ngoài. Vải để làm nên hanbok thì được nhuộm màu từ màu tự nhiên. Tùy theo điều kiện thời tiết, người ta sử dụng các loại vải khác nhau. 5 màu sắc được ưa chuộng trong thiết kế trang phục hanbok đó là đỏ, xanh da trời, vàng, đen và trắng. Thắt nơ là một trong bước quan trọng trong cách mặc hanbok. Với mỗi cách thắt nơ thì chúng ta sẽ có ý nghĩa khác nhau. Trong phần cuối của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài hát truyền thống của người Hàn Quốc, Arirang. Arirang là một ca khúc truyền thống của người Hàn Quốc và nó có rất nhiều phiên bản. Trên màn hình là lời sơ lược nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta có tên đầu bài là Arirang. Chúng ta có câu đầu tiên, Arirang, Arirang, Arario. Cả lớp đọc theo tôi ạ. Arirang, 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 Arario, Arario, Ari. Chúng ta có câu số 2. Arirang, Arirang, Kokero, Kokero, Nomokanta, Nomokanta. Tiếp theo chúng ta có Narul, Narul, Borigo, Borigo, Kasinun nimun, Kasinun nimun, Siplito, Siplito, Motkaso, Motkaso, Palbyeong nanta, Palbyeong nanta. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với giai điệu của bài Arirang.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau đồng hành qua 26 bài học tiếng Hàn trình độ sơ cấp. Hy vọng dạy tiếng Hàn qua truyền hình đã trang bị cho các bạn những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao tiếp trong công việc và đời sống hàng ngày. Hồng Minh xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dạy tiếng Hàn Quốc qua truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sản xuất và giữ bản quyền phát sóng qua TV, Internet và mạng xã hội. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn đã gửi về cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần 2 với 25 bài học tiếng Hàn trình độ trung cấp. Xin trân trọng cảm ơn. Hàn국어 강의하는 것을 녹화했는데 아주 좋은 경험을 했습니다. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia dạy tiếng Hàn trên truyền hình. Dạy trên truyền hình có nhiều khác biệt so với dạy trên lớp. Tôi nghĩ chương trình này không chỉ thiết thực với các bạn học sinh, sinh viên Thái Nguyên mà còn giúp ích cho rất nhiều đối tượng người học khác. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. 감기가 걸리고 기침을 많이 해서 제가 많이 힘들었습니다. 그렇지만 아주 좋은 경험이었고 아주 재미있는 시간이었습니다. Vâng, rất vui được gặp chương trình. Đây là lần đầu tiên cũng như là một trải nghiệm rất là mới mẻ đối tôi về việc giảng dạy qua truyền hình. Việc giảng dạy qua truyền hình và giảng dạy trên trường học thì có rất nhiều sự khác biệt. Chương trình dạy tiếng Hàn qua truyền hình là một, theo tôi thì là một cơ hội rất tốt đối với các học viên hay những bạn có mong muốn học tiếng Hàn mà chưa có thời gian để đến trung tâm hay đến các trường học. Thông qua chương trình thì các bạn cũng sẽ tiếp nhận được những cái kiến thức cơ bản về tiếng Hàn bổ ích. Ngoài ra thì còn có thể tiếp cận được đôi điều về văn hóa Hàn Quốc để có thể phục vụ được những nhu cầu hay những mong muốn của các bạn học tiếng Hàn.